Thưa quý vị và các bạn, Kim Sơn là địa phương có đông đồng bào theo đạo, chiếm 52,3% dân số, trong đó có 47% là người Công giáo, nhiều xóm Công giáo toàn tòng. Trước đây, do nhiều nguyên nhân khác nhau, công tác phát triển đảng viên còn gặp khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực, sức chiến đấu ở các tổ chức cơ sở đảng. Nhận diện những hạn chế tồn tại trong công tác phát triển đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị, huyện ủy Kim Sơn đã không ngừng nỗ lực, cố gắng với nhiều giải pháp đồng bộ, cách làm sáng tạo, giải quyết những điểm nghẽn, quyết tâm gieo hạt giống đỏ ở những vùng có đạo. Được công tác phát triển đảng viên là người có đạo ngày càng đi vào chiều sâu, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Nội dung này sẽ được phản ánh trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Trước đây, công tác phát triển đảng viên là người có đạo ở Kim Sơn gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2010, toàn huyện còn 6 xã có chi bộ ghép với tổng số 7 chi bộ ghép của 20 thôn xóm. Nhiều xóm chỉ có một đảng viên, có một xóm chưa có đảng viên. Nhiều chi bộ thôn xóm, khối phố có số lượng đảng viên ít, có chi bộ nhiều năm, thậm chí gần 40 năm chưa kết nạp thêm được đảng viên mới. Nguyên nhân chủ yếu là do một số nơi cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên là người có đạo, chưa đề ra giải pháp cụ thể để tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng. Nhận thức và thực hiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên ở một số nơi còn máy móc, cứng nhắc. Nguồn kết nạp ở các khu dân cư ngày càng hạn hẹp do phần lớn thanh niên đi làm ăn xa. Cùng với đó là nhận thức của một bộ phận quần chúng có đạo về các chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của đảng và nhà nước chưa đầy đủ. Trước ấy thì thầy kể cả các cụ tuổi cao suy nghĩ là ra chuyện là vào đảng là bỏ đạo. Nhưng sau đó với cái thời kỳ đổi mới của chính sách của đảng, rồi pháp luật của nhà nước với cái dân trí cao thì người ta hướng đến cái đường lối của đảng và chính sách của nhà nước. Căn cứ và chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện từng nhiệm kỳ, Ban Thường vụ huyện ủy ban hành kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức cơ sở đảng. Lấy kết quả công tác kết nạp đảng viên là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá, xếp loại hàng năm. Năm 2008, Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành nghị quyết số 14 về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng đối với quần chúng có đạo và thông chi số 19 về việc đẩy mạnh công tác kết nạp đảng nhằm thành lập chi bộ ở những xóm chưa có đảng viên, xóm thuộc chi bộ ghép, đảm bảo tính kế thừa, bổ sung và nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng. Trong đó, mục tiêu hàng năm toàn đảng bộ huyện kết nạp vào đảng từ 200 đảng viên trở lên, trong đó có trên 40 đảng viên là người có đạo. Thực hiện nghị quyết số 14 năm 2008 của Ban Thường vụ huyện ủy về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là người có đạo, thì những năm qua thì Ban Tổ chức huyện ủy đã tích cực chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy về công tác phát triển đảng viên, rồi chỉ đạo các đảng bộ xã thị trấn tập trung xây dựng nghị quyết, rồi phân công nhiệm vụ các đồng chí cấp ủy với các chi bộ để phát triển đảng viên, trong đó đảng viên là người theo Công giáo. Thì trong nhiệm kỳ 2020-2005 thì thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, thì hàng năm Ban Tổ chức huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các đảng bộ chi bộ, trong đó có đảng bộ chi bộ xã trấn và có cái chỉ tiêu kết nạp đảng viên là người có đạo. Xóm 2, xã Kim Mỹ có hơn 90% đồng bào Công giáo. Trước đây, chi bộ xóm 2 thuộc đảng bộ xã phải sinh hoạt ghép với chi bộ xóm 1 vì có ít đảng viên. Từ năm 2017 tới nay, nhờ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về đảng, về chính sách tôn giáo dân tộc của đảng và nhà nước trong nhân dân, chi bộ hiện đã có 11 đảng viên, củng cố sức mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở và lãnh đạo xóm trở thành khu dân cư, nông thôn mới. Để công tác phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên là người Công giáo, đối với chi bộ xóm 2, trong những năm qua thì chi bộ hết sức là quan tâm, đặc biệt là công tác tìm nguồn, rồi tạo nguồn. Trong 4 năm liên tục thì chúng tôi đã kết nạp được 4 quần chúng ưu tú là người Công giáo vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà đặc biệt 4 quần chúng ưu tú này thì đều là con các ông Trương, ông Trùm của giáo xứ và giáo họ. Để có được kết quả vượt bậc trong công tác phát triển đảng viên là người có đạo, công tác tuyên truyền vận động cho bà con giáo dân hiểu đường lối chủ trương của đảng đóng vai trò vô cùng quan trọng.
chị Hồng, con gái của nguyên chủ trưởng giáo họ An Toàn, xã Kim Mỹ, mới được kết nạp vào đảng gần đây. Từ khi trở thành một đảng viên, dù tuổi đời còn rất trẻ, so với niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm, chị luôn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư, cũng như làm công tác thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đối với tôi thì cái việc vào đảng thì nó là một cái gọi là cũng được gọi là một khát khao. Đối với tôi thì thời gian đó tôi sẽ để dành để cống hiến cho những cái công việc có ích cho xã hội. Thì cái buổi mà ban đầu thì gia đình tôi thì rất là băn khoăn ở chỗ là mình là đi đạo Thiên Chúa mà bây giờ mà kết nạp đảng thì một con người mà làm lúc hai việc rất là khó. Đấy, nhưng mà được mọi người ủng hộ thì cháu rất là quyết tâm, thì cháu Hồng rất là quyết tâm để làm những để kết nạp đảng. Thì gia đình cũng nhất trí và ủng hộ. Nhưng mà cũng phải dành những dụng cái thời gian, tính toán cái thời gian để hoàn thành nhiệm vụ cả hai bên. Kim Mỹ có hơn 87% đồng bào Công giáo. Điều đặc biệt ở Đảng bộ Kim Mỹ hay một số xã khác ở huyện Kim Sơn, đó là phần lớn những cán bộ trong cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, xóm đều là người có đạo. Trong đó, nhiều người giữ những trọng trách quan trọng như Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, Bí thư Đoàn Thanh niên, Công an xã. Điều này tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở những nơi đặc thù như Kim Sơn. Đối với mình thì mình thấy rằng là ở cái vùng mình Công giáo, tỷ lệ Công giáo rất là cao. Thì bà con giáo dân cũng đồng thời là công dân của xã, thì mình tiếp xúc với bà con giáo dân thì mình thấy rất là thoải mái, không có vấn đề gì cả. Thì đến nay thì giữa người Công giáo rồi là với cái chính quyền địa phương thì mọi thứ mình thấy rằng là cũng rất là thuận lợi. Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân. Các chi bộ, tổ chức đoàn thể, tổ chức nhiều hoạt động phong trào, tạo điều kiện cho quần chúng có cơ hội thể hiện năng lực bản thân. Qua đó, đã thu hút người lao động yên tâm lao động sản xuất, lập nghiệp tại quê hương, tạo nguồn cho tổ chức đảng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các cái linh mục, rồi là ban chấp hành giáo xứ, ban chấp hành giáo họ để mà tuyên truyền vận động nhân dân trong việc mà thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó có việc mà động viên con em phấn đấu vào đảng. Đặc biệt trong năm 2022 thì chúng tôi đã có cái vận động kết nạp được một ông trùm tránh của một giáo họ kết nạp vào đảng, và đến bây giờ đang phân công làm xóm trưởng của cái xóm 4. Xã Văn Hải, huyện Kim Sơn có trên 84% đồng bào Công giáo. Đảng bộ xã có tổng số 279 đảng viên, trong đó có 71 đảng viên là người Công giáo. Riêng trong năm 2022, Đảng bộ xã kết nạp được 8 đảng viên, trong đó có 5 đảng viên là người Công giáo. Tâm niệm lời căn dặn của Bác Hồ, đảng mạnh là do chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Đảng bộ đã phát huy sức mạnh đoàn kết từ các chi bộ, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện các đường lối chính sách nói chung và trong công tác phát triển đảng viên là người có đạo nói riêng. Ông Tình, bí thư chi bộ xóm Đông Hải, cũng là một giáo dân. Có gần 20 năm tuổi đảng, bản thân sau khi giác ngộ lý tưởng của đảng, đã động viên bà con giáo dân tin yêu và đi theo ánh sáng đảng soi đường. Mỗi một khóa của ban chức sắc chức việc thì chúng tôi cũng đã đưa vào các cái ban công tác mặt trận để cộng tác cùng với chi bộ vào cùng với ban công tác mặt trận để hướng dẫn và chỉ đạo cái đường, kể cả thực hiện đường lối chính sách của đảng và với cái quy định của địa phương. Để tạo nguồn phát triển đảng, Đảng bộ xã Văn Hải đã ban hành nghị quyết chuyên đề sát với tình hình thực tế của địa phương, tổ chức khảo sát, nắm rõ tình hình hoạt động, số lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên của từng chi bộ. Đặc biệt, chú trọng đến các chi bộ ít đảng viên, chi bộ có nhiều đảng viên cao tuổi, xóm có 100% người dân theo đạo Công giáo. Thông qua hoạt động thực tiễn của các phong trào ở địa phương để lựa chọn, bồi dưỡng các nhân tố tích cực, gương mẫu. Đồng thời, giao chỉ tiêu kết nạp đảng cho các chi bộ, chú trọng phát triển đảng đối với quần chúng là trưởng, phó, các đoàn thể, quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Do vậy, 5 năm qua,
năm nào Văn Hải cũng hoàn thành chỉ tiêu huyện giao về kết nạp đảng trong quần chúng có đạo. Gần đây, nhất là trong cái giai đoạn cái nhiệm kỳ 2019-2022 cho đến nay, thì chúng tôi cũng tích cực đi sâu đi sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các đối tượng thanh niên, nhất là trong cái nhóm người công giáo và những đối tượng là người bộ đội xuất ngũ và các đoàn thể của xóm, thì chúng tôi cũng đã phát triển được rất nhiều những các cái đảng viên là người công giáo. Trên cơ sở các cái chỉ tiêu của huyện thì đảng ủy đã họp và triển khai đến các ngành, các chi bộ, phân công, phân rõ chỉ tiêu cho từng chi bộ, làm tốt công tác tuyên truyền. Đấy là phối hợp của các đoàn thể mặt trận tổ quốc để thực hiện các cái mô hình để phát triển hội viên. Trong đó là có mô hình của cựu chiến binh, là 3 cựu chiến binh tham gia để vận động hội viên của mình vào đảng, rất là tốt. Một trong những cách làm hay của huyện ủy Kim Sơn trong công tác phát triển đảng đó là huy động sức mạnh của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là hội cựu chiến binh, với mô hình hội cựu chiến binh tham gia xây dựng đảng, chính quyền ở vùng có đông đồng bào công giáo. Về cái phát triển đảng viên người có đạo thì chúng tôi làm tốt công tác vận động quần chúng để phối hợp với mặt trận tổ quốc, các chức sắc chức việc công giáo thì để vận động hội viên đoàn viên là đứng trong về tự hào được đứng trong hàng ngũ của đảng. Đặc biệt ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đã giao chỉ tiêu về số lượng kết nạp đảng viên mới trong cả nhiệm kỳ để các tổ chức cơ sở đảng chủ động trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng. Đồng thời, yêu cầu các đảng bộ chi bộ trực thuộc hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng trước ngày 30 tháng 9 hàng năm. Điều quan trọng là phải khai thông, thay đổi nhận thức của cán bộ đảng viên, quần chúng, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác phát triển đảng viên, để ra giải pháp bố trí sử dụng cán bộ là người có đạo hợp lý. Bố trí luân chuyển cán bộ có năng lực về các cơ sở có đông đồng bào theo đạo, nhằm tăng cường củng cố hệ thống chính trị vùng giáo, đồng thời tập trung củng cố kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Hàng năm, huyện ủy cũng tổ chức từ 4 đến 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Trong đó, quan tâm mở lớp ngay tại vùng có đông đồng bào có đạo, tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú dự học. Tính đến nay, Đảng bộ huyện Kim Sơn có trên 900 đảng viên là người có đạo, trên tổng số hơn 8.300 đảng viên và không có chi bộ ghép. Riêng năm 2022, kết nạp được 208 quần chúng ưu tú vào đảng, vượt chỉ tiêu, trong đó có 70 đảng viên là người có đạo. Những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên đã góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường lực lượng cán bộ nòng cốt ở vùng đồng bào có đạo, xây dựng mối đoàn kết lương giáo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.